Thưa quý vị, để lan tỏa văn hóa đọc giúp cho học sinh hình thành niềm yêu thích sách, đoàn thanh niên, liên đội, các trường học đều tổ chức và duy trì các đội nhóm câu lạc bộ sách. Với tên gọi và cách hoạt động khác nhau, mỗi câu lạc bộ sách mang phong cách riêng để tạo sự mới mẻ, hấp dẫn học sinh đến với sách. Để hiểu rõ hơn về sự sáng tạo này, mời quý vị cùng trải nghiệm một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ sách trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn, thành phố Vũng Tàu. Thư viện của trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn, thành phố Vũng Tàu. Những buổi thảo luận, thuyết trình, chơi trò chơi tập thể hay giới thiệu về nội dung sách mới do câu lạc bộ sách của trường tổ chức luôn diễn ra sôi nổi. Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần để các thành viên có đủ thời gian tìm, đọc, chọn lọc và trình bày nội dung sách mà mình thích nhất. Trích từ quyển sách Trông đẹp là lợi thế và sống đẹp là bản lĩnh của tác giả Cách Tỷ. Câu nói như sau: nếu như bạn thấy thế giới ngoài kia thật hỗn loạn biết bao, đó là vì nội tâm của bạn đang không bình yên. Nguyên nhân khiến bạn không vui vẻ chỉ đến từ những chất liệu trong lòng bạn mà thôi. Theo tớ nghĩ thì mỗi người chúng ta nên tự học cách thấu hiểu và yêu thương bản thân mà không đợi chờ một người nào khác đến làm điều đó. Bởi vì thế giới này thì rất là mệt mỏi, nhiều chông gai và trách trở, không ai sẽ thay thế bạn là yêu thương chính bản thân bạn. Vì thế hãy tự mình làm điều đó. Và cuốn sách thì mình cảm thấy rất phù hợp với những bạn muốn có rèn luyện cái EQ, là cái cảm xúc, và thêm nữa là trân trọng những cái vẻ đẹp tâm hồn. Tại những buổi sinh hoạt như thế này, các thành viên trong câu lạc bộ sẽ bình chọn 5 ý tưởng thuyết trình gắn với quyển sách hay nhất, đăng tải trên trang Facebook của câu lạc bộ để giới thiệu cho mọi người. Trước tiên là mình phải đọc, mình phải hiểu được cái cuốn sách đó nó như thế nào đã thì mình mới có thể truyền đạt đến mọi người. Và em nghĩ thì đó là cảm nhận của em thôi và muốn truyền đến mọi người. Và em nghĩ là ở cái lứa tuổi như em thì chắc chắn là mọi người sẽ cảm nhận được điều đó. Khó khăn nhất đó chính là về thể loại sách. Bởi vì không phải ai cũng sẽ có cùng một cái sở thích đọc sách giống nhau. Có bạn sẽ thích tiểu thuyết nhưng có bạn sẽ thích sách tâm lý. Và để làm được điều đó thì tất cả các thành viên trong câu lạc bộ sách phải đáp ứng được đầy đủ tất cả những nhu cầu thính hiếu của các bạn. Đều phải nỗ lực tuyên truyền và vận động cho các bạn. Câu lạc bộ sách trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn, thành phố Vũng Tàu thành lập năm 2019 nhằm kết nối những học sinh yêu thích sách của trường, để hấp dẫn các thành viên và cũng để lan tỏa thói quen đọc sách đến học sinh toàn trường. Ban chủ nhiệm câu lạc bộ luôn cải biến và đổi mới cách sinh hoạt như lồng ghép các trò chơi, đan xen thuyết trình và sân khấu hóa, thậm chí là âm nhạc vào cách trình bày nội dung sách. Nhờ thế mà câu lạc bộ sách ngày càng thu hút thêm nhiều thành viên. Từ chưa đến 15 thành viên ban đầu, đến nay câu lạc bộ đã có đến hơn 40 thành viên ở tất cả các khối lớp. Thông qua hoạt động của mình, câu lạc bộ đã giúp nhiều học sinh có cái nhìn khác về sách. Trước khi mà em tham gia câu lạc bộ đọc sách đó, thì đối với em cuốn sách như là một cái vật gì mà rất là đáng sợ. Nếu mà đặt kế bên điện thoại và cuốn sách thì lúc nào điện thoại nó cũng sẽ hấp dẫn em nhiều hơn. Khi mà tham gia vào môi trường này thì học hỏi qua những câu từ của trong sách thì em cũng có thể giúp cho bài văn của em cảm thấy trở nên mượt mà hơn. Không chỉ đặt mục tiêu mỗi tháng giới thiệu ít nhất 5 quyển sách hay đến mọi người, câu lạc bộ còn thường xuyên tổ chức các cuộc thi ảnh đẹp bên sách, cuộc thi viết về mẹ, thầy cô giáo, Bác Hồ gắn với những ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước trên Facebook câu lạc bộ. Các cuộc thi không chỉ giới hạn trong học sinh, bạn bè, thầy cô của trường mà còn phủ sóng đến phụ huynh, học sinh ngoài trường. Hoạt động của các em vừa thiết thực mà vừa sáng tạo nữa. Và một trong những cái thành tựu mà các em đạt được vừa rồi đó chính là trang Facebook câu lạc bộ sách đó, thì đã có tới gần 3.000 người theo dõi và ở dư luận xã hội đánh giá rất là cao. Và đặc biệt các em cũng là người góp phần tạo nên cái thành tích gọi là danh hiệu thư viện tiên tiến của nhà trường. Đến với sách là đến với tri thức. Câu lạc bộ sách trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn Vũng Tàu đã và đang là một trong những con đường giúp học sinh mọi người đến với sách.